trong một động thái cho thấy căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa Mỹ và Nga. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại San Francisco cùng hai cơ sở thương vụ ở thủ đô Washington và New York. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee cùng ngày cũng xác nhận thông tin trên, cho biết phía Nga sẽ phải hoàn tất các yêu cầu này trước ngày 2 tháng 9. Theo bà Huckabee, đây là động thái kiên quyết và cẩn trọng được Washington đưa ra nhằm đáp trả quyết định của Moscow hồi đầu năm nay. Nhà Trắng khẳng định muốn chấm dứt vòng xoáy căng thẳng hiện nay và hướng tới xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn, song quyết định các bên đưa ra phải cân bằng. Trước đó, Nga đã yêu cầu Mỹ giảm hơn một nửa số cán bộ ngoại giao và nhân viên kỹ thuật tại Nga, sau khi Quốc hội Mỹ thông qua việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Phản ứng trước động thái của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày đã lấy làm tiếc về tình trạng căng thẳng leo thang không phải do Nga khơi mào. Ông Lavrov khẳng định Moscow sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng động thái của Mỹ trước khi đưa ra phản ứng tiếp theo. Hiện Tổng lãnh sự Nga tại San Francisco cho biết, cơ quan này sẽ hành động theo chỉ thị của lãnh đạo Nga liên quan đến quyết định từ phía Mỹ.